Trâm Trần cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Trâm Trần Thu Thanh. Biết lùi chạy hồn luôn nè, đi lại đây điểm chân chó nè. Hello, Trâm Trần chào mọi người, ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Trâm Trần Thu Thanh. Hôm nay Trâm Trần về quê xem bán căn nhà điếc rất là đẹp. Mời các bạn vào trong tham quan cùng Trâm Trần. Cái cửa sổ và đằng kia cũng thông qua cái cửa sổ, gió luồn qua rất là mát luôn. Và cái nồi bánh lọt nha cả nhà, hôm nay Trâm Trần về quê nấu nồi bánh lọt đẩy cả nhà. Wow. Kèo xuống. Hello. Mỹ Tho, anh đứng nào xuống? Mới nói Mỹ Tho. Ơ, chị Kiều về. Chị Kiều về quê. Trời ơi. Hello ba. Trời ơi. Nè, chuối của chị nè, làm thấy chưa? Làm bánh chuối khéo quá ha. Trời ơi, em làm chị ăn chị xỉu. Trời xỉu luôn. Bánh chuối nướng.
nướng nó hay chứ cái màu nó khác. Ba, sắc ra mấy con. Hết đồ ăn rồi hả? Trời ơi, hai bọc đồ ăn bự chứ. Ờ ơi. Hết đồ ăn hả? Xe này khấm khá đồ ăn nhưng mà mới chuyện vô con vỏ. Trời ơi, chạy nguyên hai cái bọc bự nè. Ủa gì thiệt á hả? Trời ơi, ăn đã luôn đó. Trời ơi trời, nãy gì đây? Cái này không phải đâu, cái này phân, phân. Trời ơi, nó chiên lại nó phồng lên. Xe này sao kỳ vậy ta? Bốn cánh luôn. Wow. Đạt ơi, chiếc xe này ngộ lắm nè Đạt ơi. Năm cánh. Bốn cánh cửa thêm nhảnh cái đít lên đó kìa. Dâng lên cho mẹ. Bánh chuối với dâu của má làm ơi. Chứ không phải con làm. Nhưng mà con con tính ra dịch công. Nhưng mà tại vì lên vô tiếng rồi YouTube rồi chứ nên không dịch công được. Vô tiếng là con nó bán được cái mớ ăn cá mẹ mẹ nó được không? Hai người. Ủa? Ông dẹp ba người quanh chú Trí. Đạt ơi, làm sao cho được bốn người coi. Người đi quay rồi lấy gì nhảy. Thấy bàn tay chăm bẩm của anh Sáu mình không? Hồ sen quá tuyệt đẹp luôn. Bữa hả mình về thấy ghê không? Bây giờ bữa nay đẹp ghê luôn. Có hồ sen bông đó kìa. Quá đẹp rồi. Goal! Đây là cái hồ sen mà bữa nay trên Trần về thì có hai cái bông sen đã nở rất là đẹp. Bông sen này mẹ mình rất là thích nhưng mà xa quá trên Trần không dám giấu để bức. Thôi để đây cho mẹ mình ngắm đi. Đây trên Trần về quê thấy cái bông này nó rất là đẹp luôn mà không biết bông gì nữa. Cả nhà này biết bông này bông gì không nữa nè. Mền chiếu cận cảnh cái bông này cái đẹp. Mền nhà biết bông này bông gì không cho trên Trần biết tên ha. Quá đẹp luôn nhưng mà không biết tên. À Trang đi thăm thế gì thăm thích rau
mà nào hai em men mà chắc là men nhiều quá. Men dữ lắm, ở đâu? Ở trong đó là sao? Cô nghĩ giỡn hả? Cô nghĩ giỡn kìa. Tính đi vô đặt chỗ vậy. Ê, trời ơi, vô đây chị. Mít đó, mít bữa hạnh gì hả? Cam nhóc rồi. Có hả? Đâu có đem bọc đâu. Thôi mình đem bọc ra mình thấy cam. Thôi mình đi vòng đi rồi ăn. Trời ơi, bữa nay rau bệnh không? Trời ơi, cái dừa chán ơi, rụng nè. Thôi mình đem vô. Một trái kìa. Dừa điếc nó mới rụng. Không, anh Tăng nói ấy nó cũng rụng. Nó mít kìa, mít kìa. Mít nè, mít nè, mít. Có chừng mền. Mít nè. Anh trồng mít Thái. Nhà em trồng mít Thái. Năm có cái được nhiêu đâu à, gần chịu chín trái. Nè, đứng nè. Ở đâu? Ở bên đây này bên đó. Em chờ coi. Đâu tao nghe đâu bên đó. Thôi chín thiệt. Để tao hửi chín thiệt chị. Ê, quay quay ba người kê vô hửi đây. Trời, cái này mà xẻ xuống ăn nó ngon dữ lắm cùng. Hửi nha, hửi nha. Bắt đầu. Mẹ che nhà rồi. Cái gì? Cái gì? Gì gì? Nhà anh trồng mít Thái. Nhà em trồng mít Thái. Năm bán được có nhiều đâu ạ. À, gần triệu trên trái. Muốn chưa? Dữ lắm luôn á chị. Mít này mít Thái phải không? Thơm mà nè. Trái này chín rồi nè. Ừ. Con biết cách ăn mít không? Không. Người ta lấy cái dao người ta gặp gì nè, người ta lột vỏ rồi luôn. Rồi xong người ta cầm ta gỡ người ta. Rồi. Cái đó là mít túi nữ. Ờ, mít túi nữ. Trời ơi, mụ nổ cái này người lẫn ta được. Thôi mít túi nữ. Đúng rồi, cái đó là tôi nữ, còn này bà nội. Mà còn dài nữa. Trong bán được nhiều trái đâu à. Mỗi năm bán triệu gần trái. Ờ biết hát đừng hát phá bài hit của người ta. Phá clip không? Phá hà phá phá bài hit của người ta. Mở hở cái cây mít Thái này nè. Hay mình chưa có thấy, mình thấy quăng từ ở đây đến đây hái nè. Mày ổng thấy chết. Mình không chửi thấy mày. Hồi vụ ổng ra vô. Không có xin xin cho em trái. Cho anh hái được không? Lấy cây dao xử luôn. Đem về nhà ăn. Ha. Cái cây mít Thái này bó hả đẹp lắm nè. Mình đem mấy thái em mấy cái lá chuối. Ê chụp mấy hình đi. Mình chụp mấy hình ngay đó. Đẹp lắm nè. Hồi đi. Đứng gì mà trời hải vậy trời. Vậy mới đập chứ. Bích nó uống công như rồng như nè bà con ơi. Nó uống công nó lượn như con rồng vậy. Bữa hổm là nó cả ngàn trái luôn á. Anh Sáng mình tỉa bớt rồi. Con mười mình nói quá. Không thể, có thể. Nó uống ngàn công trái. Chị mấy cái cuốn còn kìa. Đây nè, đây nè, đây nè. Nó lượn trái. Nè, nha. Từ ở trên từ cạnh. Từ ở trên ra. Cạnh lượn xuống. Lo quay không quay mà lo cãi đó trời. Ngàn trái luôn. Mỗi cái khía này nè là mỗi trái rồi anh Sáu mình lặt xuống rồi hả? Nó rất là đẹp luôn, y hệt con rồng luôn. Nhỏ trái lớn đủ hết trơn rồi. Xong rồi á, không có để được. Nếu mà để được để luôn á thì chất dinh dưỡng nó dồn vô trái mít. Không có trái nào nên thân hết trơn á, nên là phải lặt bớt rồi tỉa ra rồi còn nhiêu đi nè. Quá trời mít. Từ ở trên cao tới đập luôn. Quay người bác ổi. Mặt làm bác ổi. Ủa có đồ đựng không? Các kia bác ổi mà nó có mớ à. Có đồ đựng không? Không. Không có đồ đựng lấy gì đựng. Chuyện một người con gái tuổi xuân chấm độ trăng tròn. Quả mít này xử luôn không? Nè, lẻ. Xử luôn. Ủa bẻ làm sao tao? Sao kêu lặt mình đâu? Sao kêu lặt? À vậy đó hả? Rồi đó. Ơ gãy cuốn rồi. Ừ thì ông kêu mình lặt luôn. Ơ có dây cuột nữa. Ủa là cái này nè chị. Cái dây cuột lên đây nữa nè. Cái đó là cái bao. Cuột cái bao. Sao được? Có cái dao mới được. Cái kềm. Thì ông Mỹ cũng cần cái dao mà ông đứng ngoài hoài. Nhà em trồng mít Thái. Bán mỗi năm trái đến 1 triệu. Thôi đừng phá rồi hết quân cho ta. Mở luôn rồi, em bưng cái bao vô luôn đi. Nhà em trồng mít Thái. Năm bán được có nhiêu đâu ạ. À? Gần triệu trên trái.
Trả thằng chịu bán không? Bán năm đổ tiền cưới con dâu luôn à. Chịu bán không? Trái dưới là mời cầm lên cầm cái trái dưới. Chị bẻ trái da trái mít này nè. Về bán cưới dâu cho anh Đạt kìa. Chùm trái khác hả? Kia. Dạ, muốn bẻ người ta kế mũi vô lên người ta thử nè, thấy nó thơm vừa là đó đúng rồi, nó nãy em cũng thử thơm dữ lắm luôn. Ôi đem xe gùi ra bỏ mít lên đó, bỏ bẻ thêm trái nữa hả? Vừa mới vừa mới năm ta nói năm nó mới ra đó. Bỏ mít lên con đó xe chở gác của người ta kêu bỏ mít chấm mít không đem xe gùi vô chở mít về thu hoạch mít. Nè út tỉa cây mà, út tỉa cây để út dùng mà. Bông ngủ hả? Em mít đỏ. Bông này không biết bông gì nè. Chơi tin đặc biệt vậy? Chơi nè. Ở quê mình gái gì không đó. Toàn là các xe rùa đi không à. Một năm làm việc rất là vất vả, 365 ngày làm hết 366 ngày không có ngày nghỉ ngơi. Làm ngày làm đêm. Quê mình là dạ, như vậy đó. Đi vô ăn để hồi nó mềm mềm. Ô, 6 bình bẻ dừa nữa. Rồi kéo mấy trái dừa đem vô. Xử luôn. Tướng đẩy xe rùa cũng hơi sang xem. Gán làm đi con. Về mẹ cứ vợ cho. Hai đứa làm chung. Bán cho mắt cứ vợ. Để đâu để đâu dập mất không? Bỏ đại đi. Bỏ đại. Làm dập được. Thiệt không? Mùa đông này gấu chưa có luôn chứ cứ vợ. Nó nói là mỗi năm thu hoạch mít một trái kênh triệu lần đủ cứ vợ cho nó. Wow. Cắt dụng cát ở đây. Cái lá cây này để đâu vậy anh Tâm? Ủa cây đó cây gì cha? Mận. Có mận không? Có mà nó không ăn được. Đâu có đâu. Nè. Cái lá cây nè, lá cây mà để nhóc đó. Ủa cái mận gì mới lên bự rồi. Cái hồi nào mình mẹ con mình mẹ con mình leo ra quấy mận hút cua. biểu cảm trái mận chua làm sao vậy? quay đây nè, biểu cảm trái mận đi. Ăn chanh trước mận sao nó mới ngọt. Mấy trái này giùm em đi mấy. Nãy giờ kiếm một ra đó. Đây nè. Nãy giờ không kiếm ta. Bởi vì chị có sao phải hái rồi. Trời. Lấy hai trái rồi ai ăn? Ai ăn? Nãy giờ kiếm một ra. Khó kiếm. Nè cho mười nè. Đâu Đạt quay mẹ ăn coi. Đâu à mười. Bây giờ anh nhìn là không ra đó. Mệt thẩm mít chua nhưng mà vừa vừa ăn kệ nó đẻ nó kìa. Rồi vô coi luôn vừa chó đẻ thêm con nữa. Hiện con bên đây nè. Để bữa hổm đến giờ. Bữa hổm là con khác, bữa nay con khác. Bữa nay á là con của con đẻ đúng không? Phải con của nó đẻ không? Rồi hồi quay ra con của con vàng nó đẻ. Con có cái mặt đen thôi, đặt là con đen đi. Cái đủ quá bị chủ lỗ nè. Đúng rồi. Rồi trái cái bên chính luôn kìa ha. Vô. Nó đẻ cho mà đẻ lọc với cho mà nó lên gì lại. Nó có cắt ngang rồi nó chặt hoài rồi. Con này nè, chị gọi là con này đẻ nè. Chưa là cái con đang nó đẻ đó. Đổ luôn, đổ luôn. Muốn bán, đổ luôn. Đổ luôn mẹ, thì cây, thì tao. Nó lớn là nó chú.
suối mấy kia rồi mới tay câu một xíu đã chết luôn. Con đen này con của con kia ha anh? Con của con vàng này. Đây. Dạ, con vàng đây là con đen. Bữa nay xuống con đen nó đẻ mà không gặp con đó. Con nó chui vô cái nó chạy nó làm lộn. Cái gốc đây. Bà ngoại. Hai mẹ con. Hai mẹ con. Hôm trước xuống thì mẹ đẻ, hôm nay xuống thì con đẻ. Đó. Con cha là. Con cha của con đen đó phải không? Hai mẹ con. Này là ông ghế nè. Hai mẹ con dính luôn á. Đây là ghế. Tại ông xuống là ngày lần nào chó mẹ cũng luôn. Đẻ hết trơn á. Mình ghế mình thịt mẹ luôn. Mới gọi là chó đẻ. Nó nhưng mà nó không có đậm đà. Rồi. Còn cái bên trái bên kia anh Tâm biết năm nay nhà, nó thơm nguyên cái nhà luôn. Rồi, chuyến này về đâu có cưới vợ được cho Đạt. Cậu Út gom về mẹ đâu bắn bít được. Lấy đi. Bắn bít một trái 1 triệu lên đủ cưới vợ cho nó rồi. Bắn bít đi. Giờ giờ Đạt muốn cưới vợ không? Mệt cho đáng à, muốn cưới vợ thì lấy chấm bít về, chấm bít 1 triệu lận đủ cưới vợ cho nó rồi. Chấm bít 1 triệu lận với hôm còn bỏ mít ở đây nữa nè. Đủ cưới vợ cho nó rồi. Mới ăn mít ở nhà có mít nhóc. Có mà nhóc được không đấy? À, nhóc rồi. Thì ăn. Mít này không có mũ đâu. À, mít bây giờ không có mũ anh ơi. Kêu với mọi người, bà ngoại và đứa con. Giới thiệu với mọi người đây là con chó. Hai mẹ con thi nhau đẻ. Và đây là người cha. Cha vô luôn, đứng ra, ba đứa một hàng luôn đi. Vừa làm cha vừa làm con rể. Thế mà bay giới thiệu đoạn clip tao kỳ vậy? À, chứ gì nữa. Giới thiệu hoài, rể hoài, tao đánh đinh hoài. Đây là hai vợ chồng. Vợ chồng rồi đây là không. Bà ngoại vô 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 cái miệng mười quận quá trời luôn. Giờ sao đây, lại đứng đây nè, đứng đây năm con luôn coi. Đây nè, mau lên. Đây. Mẹ cầm cục xương ra nó bỏ mẹ. Vậy đó hả? Lắp đít rồi, lắp đít. Bi hả? Lắp đít rồi. Nhảy lên coi, nhảy bắp bắp bò. Tổ hợp lại coi, coi mấy con. Mới 4 con à. Mới có 4 con. Còn con trắng. Bi vàng đen nâu. Tập hợp lại. Đâu rồi? Đâu lấy con. Bi ngồi xuống không? Mau lên, còn Bi đâu? Bi lại Bi. Trời. Tên vàng, tên nâu, tên Bi, tên đỏ gì đó. Đủ 5 con. Rồi. Rồi cho nó ăn đi đi nè. Không có mình có rồi. Ủa vậy hả? Ít thôi. Đừng để nó cho. Để nó gì mất quà luôn rồi. Diễn đi em ơi. Cho. Diễn đi em ơi. Đây
chanh đã đẩy ra nè. Rồi trên xe nè. À, rau đu đủ. Đu đủ, con ngỗng nữa, con ngỗng trong cái bao xanh xanh á. Dạ. Trân cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Trân Thu Thanh.